ra đây em quên. Ngày lễ của mẹ, các bạn một cái iPhone 13 một Pro Max nhé, rất là đẹp và màu này là màu mình chọn, màu blue, light blue nha các bạn. Mình mua 512 các bạn, coi hình nào với phim và rất là nhiều, cho nên là 256 không có đủ, nên vì vậy mình phải đổi mới. Anh đọc hộp nha, anh ơi đọc hộp cho anh ơi, mở ra. Dễ lắm, không biết mở các bạn ạ. Rồi, mở đây đâu hả? Đây, đây, đây. Đây. Trời ơi, wow. Đến lắm luôn các bạn ơi. Nó đẹp phải không ạ? Đây. Đây. Em đang nó có cái iPhone 13 Pro Max thì các bạn thấy nó có cái này mình mà nếu mà các bạn không có cái cục sạc ở nhà, cục pin như nãy mình đã nói đó, các bạn mua thêm một cái cục pin đó thì 25 đồng. Thì thông thường nó làm một cái cục pin đó là mình sử dụng cái iPhone 11 Pro Max mình đã có rồi, cho nên là không cần mua nữa, ở nhà mình có mấy cục ha. Đây, khi nào mình mình muốn thêm cục á, in cây không? Không đọc. Mấy cục. Dạ có mấy cục đúng không? Đây rất là vui lắm luôn. Ha.